Nếu bạn sinh ra là một con người được hoàn thiện, vậy tại sao thì trong suy nghĩ vẫn không bao giờ là toàn diện? Nếu như ý mình đã sai thì có mấy ai muốn mình tồn tại? Và nếu như bạn nghĩ là bạn đúng thì cứ bơm nét những cần bổ sung. Chúng tôi cũng là con người, cũng còn yêu, cũng còn hạnh phúc. Dù có muốn hay không thì tình cảm ấy cũng đến từng giây, đến từng phút. Tình cảm đã quá tiếc tha, chúng tôi cũng nào lúc qua. Và nếu là bạn nghĩ là tôi ta thì xin lỗi, cũng nói lần hai. Còn nhắc tới này từ ấy thì nước mắt con lại rơi. Rơi rất nhiều nhưng biết làm sao để cho vơi. Con đã từng hứa là con sẽ trở thành người con ngoan. Khi lớn lên, con sẽ tìm một người mới cho hạnh phúc. Bây giờ mẹ mỉm cười nhưng nước mắt mẹ lại rơi. Khi biết con chính là lát á, con đau lắm, con xin lỗi mẹ ơi. Nếu mẹ thương con hãy tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu này. Nhưng lần không thể tha thứ mà mẹ tôi không có con nào. Khỏi phòng mẹ đóng chặt cửa, ánh mắt ngồi lại nhìn tôi nhưng muốn biết tôi những người khác thôi. Một ngày, rồi hai ngày tôi không thể bước ra khỏi phòng. Chỉ được nhìn qua hai cửa mẹ tôi vẫn tay lắm hình lúc ấy. Nhưng giờ tôi có cảm giác như mẹ tôi xa lạ lắm. Mẹ ơi tha lỗi cho con, mẹ ơi tha lỗi cho con. Vừa biết cái xã hội này sẽ không chấp nhận con mà. Con không sai. Người đồng tính là bạn thì sao hỏi phải xử trị bằng thuốc gì đây hả? Nếu người đồng tính là sai thì sao hỏi mức an tù là bao nhiêu vậy? Và nếu người đồng tính là cặn bã thì sao hỏi họ thuộc tầng lớp gì trong xã hội này? Đồng tính không có gì sai, là do họ sống thật với chính tình cảm của mình thì đâu có gì là sai sai hả? Đừng bao giờ có xét chúng tôi bằng tư cách của một con người. Điều đó làm bạn thấy vui nhưng đối với tôi là quá được rồi. Chúng tôi sinh ra vẫn có cha có mẹ như người ta. Ân quân của ngài bác bổ cứ còn giả thương còn có hiểu chưa? Đã qua nhìn trang với những câu nói ba mẹ không biết dạy con. Cháu thiếu hay cha nên nói mấy lát còn lại con gái còn son. Nếu bạn thì dư thì sức hãy làm việc gì cho có đức. Đừng có nói lời tự thải, tự thải một cách đó. Nếu có ai nhờ bài gấp này từ từ giây đó mà thấu hiểu là con người với nhau dù gây hay lép còn sống đây thôi.